siêu phẩm da trắng như Ngọc Trinh. Có tính ngày ngày đi câu này có ok không? Quá ok luôn. Để sửa đã. Mút anh em ạ. Mày chạy đâu? Úi giời ơi. Úi ôi. Mày chạy đâu? Úi giời ơi. Úi ôi. Úi mày ơi. Úi mày ơi, rồm to quá. Úi mồm mày to lốt nữa. Lốt nữa. Ôi đồ đồng cụ tổ các bác ơi. Này, úi giời. Đưa ông cụ tổ. Đã chưa anh em ơi, bàn tay u con này biến đấu canh đấu cái nhá. Phê. Đã quá. Đúng là cái bụi bèo nó năm mấy cá nó to hẳn lắm. Đấy, như những cái chỗ ổ bèo nó năm mấy phê thật các bác. Mút này chạy đâu con chó. Mút này chạy đâu con chó. Ôi giời. Một ngốc nữa các bác nhá. Vào. Wow. Mút các bác ơi. Chở cá cắn mà tim đập thình thịch luôn. Chỉ cần em đến khẽ rung phao phát là tay chân là run rồi đấy. Đấy đấy. Vỉa đấy, vỉa đấy. Giống cá rô này nó gặp mồi cái là nó mút nó lôi luôn đi các bạn.
mày chết rồi con ơi. Ui giời, ui đóng rồi anh em ơi. Đóng rồi. Mày chết rồi con ơi. Ui giời, ui đóng rồi anh em ơi. Đóng rồi. Trời ơi, siêu phẩm. Con này da trắng thế. Siêu phẩm da trắng như Ngọc Trinh. Thôi thấy ngày ngày đi câu này có ok không? Quá ok luôn đấy. Phế đã rồi. Wow. Phải nói giật cá rô sướng tê người anh em ạ. Cái mồi nhỏ nhỏ thôi. Úi giời ơi, cá đớp miệng. Úi giời. Anh em mình rô đớp miệng chưa? Phê chưa? Kiểu như bèo lên nó kín hết đấy, nó chỉ có cái lỗ, thành ra cá cứ đến cái chỗ này để nó ngớp ấy. Nó ngớp nó lại gặp mồi, thế là nó ăn mồi thôi. Đấy, thế nó đang mắc phao đấy. Đấy, có nhìn thấy tăm lẩy chưa? Tăm ở cái phao của nó trồi ngay đấy. Có con mút, có con đến rồi. Cá đến ăn mồi cái tăm nó lẩy ngay. Mút đấy. Mày chết em ơi, đóng hàng anh em ơi. Đồ xịn, anh em ơi. Đồ xịn quá. Ủa chú, vằn tươi. Con này rô đực anh em nhá. Cho ngay vào thùng tôi. Vào đây. Quá đã rồi. Mua đấy. Mày chết con ơi, đóng ui ui. Mày chết con ơi, đóng ui 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 ui. Các bác nhìn này. Đã chưa? Vằn tươi. Cuốn nổ chúng tôi này vào hết đây. Được quả nó đấy anh em ạ. Giật thế này mới gọi là đã. Giật thế này mới gọi là đã các bác ơi. Đá tí mưa phùn rồi. Bầm đi. Lôi. Mày chết rồi, đóng anh em ơi. Úi dồi ôi. Mày chết rồi, đóng anh em ơi. Úi dồi ôi. Mắc. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi.
Wow anh em ơi, nó dắt được cọng bèo giật nền thít rồi, mân rồ tỏ vàng chưa. Lấy nè cho bác xem nhá. Vàng nhé. Giờ giống là thích quá. Đã rồi, vào đây. Tí nữa thì mất. Cái bọn rô đồng này nó ăn nó hay rút bèo lắm ạ. Nếu mà mình đào được cái lỗ nhỏ thì cá nó sẽ đến tụ nhiều hơn, bởi vì nó có một cái lỗ để nó ngoi thở thôi. Mà có một cái nhược điểm nó là cái lỗ nhỏ mình giật thì nó hay bị mắc bèo. Vừa giật nên tí mất. Mùa này có cá rô là sướng đấy. Mút ở đấy, mút. Dê phao này, úi giời, dê phao xuống tôi này. Con này là dê phao, ôi. Lướt phao đẹp như trong tranh. Một nhóc nữa anh em này. Ủa, phê quá. Còn này chỉ có rán à, tuyệt vời. Súng này rán nhỉ, tuyệt vời. Đá tính mưa mưa này cắn lại mạnh ạ. Ý các bạn, cá nó cứ ngập miệng kìa, đớp sợ thật. Cá trong xô dãy rạch rạch phê quá. Đấy anh em nhìn như ngồi đớp hẳn trên sợ. Bầm. Ní bò bập lười, úi xa, ngon. Bò bập lười, úi xa, ngon. Phê quá, phê quá. Hàng anh em ơi. Bập phát nồi luôn, phê quá. Rổ lay mới sướng nhỉ. Đã đời luôn. Vàng tươi luôn nhá, này chỉ rán giòn thôi. Này về chỉ rán giòn này các bác ạ, trông đẹp quá. Giờ khớ khớ ở đấy. Đi cái pháo này. Hàng đấy, hàng đâu. Ui. Phải. Con này hơi nhỏ anh em ạ. Mấy con rô to kia chắc nó là rô lai, người nó đen. Con này đúng rô đồng ta bác này, người nó vàng. Phê nhỉ. Cái giống này giờ nó cũng hiếm lắm ấy. Để cái chỗ bèo này còn nhiều, phê quá. Vào thùng. Rồi, muộn rồi về đi làm các bác ơi. Nào, này đóng này, ngày em mấy em dọn bẻ to phạc. Kinh khủng chưa. Này rô không chung không được nhiều mà tổng còn to cũng được khoảng chắc nó chụp con đúng không ạ? Chúng nó cũng được bữa rồi. Nhưng không được nhiều như hôm nọ. Một cái con này trùng khiếp khủng quá, dã man quá. Như tàu bay luôn. Anh em cần thủ gặp cái giống này là cực kỳ là ghét nhá. Sợ nhỉ. Còn bọn này sinh sôi rất là nhanh. Nó đàn tạp mồi gì nữa bạn. Thôi này phóng sinh mày nhá. Em phơi người nó ở trên rất là lâu rồi mà nó không chết. Thả đây một hôm nào thì đừng có ăn mồi anh đấy nhá. Nào cho em đi cầu tối đi các bạn. Cho xuống đây. Trời ơi sướng nhá. Về thôi. Thành quả ngày nay các bác này. Toàn rô bự luôn. Con này bọn này cho là rô lai chứ không phải rô đồng rồi. Này nick toàn rô lai. To lai. Con này to cái khủng này cơ mà.
Sao này được mấy con này? 2, 4, 6, 8, 10, 11 con. Cá ăn trên là 2 con thôi nhé. Này thịt cá này. Trông sướng nhỉ. Con to này. Con này kẻ con to này nấu canh rau cải này đạt. Ô hồ anh em nhìn đã màn chưa? Sướng chưa? Cầu này mới đã đợi. Khỉ quá. Con này đẹp. Dễ ác nhỉ. Một con chê. Chê ta đấy. Toàn đồ bự luôn. Này, nấu canh rau cải đẹp. To này vào đây. Một phát cho to. Pha làm cá đi vào lòng người. Giống này mà nắm thịt. Ông ăn hết không? Cầm đi bán. Nó rô to lên. Chết luôn. Mấy con này nhiều còn rỗ rỗ nhỏ nhỏ, còn to. Trứng. Rô một này toàn trứng ấy, bụng to toàn trứng ấy. Trứng này rán ngon. Đây, các bạn thấy chưa? Em nói sai, mùa này rô toàn trứng thôi. Trông đã nhỉ. Con nào còn ấy béo. Buông trứng to. Đấy, ủa còn lại toàn trứng này này. Trứng vàng. Rô này mới sướng này. Ăn luôn. Con nào ngửi tròn tròn toàn trứng. Con này đâu được mà không trứng. Có không? Không có, trứng bán. Mùa này sắp đẻ rồi. Ui dồi, bụng trứng béo này. Nó nhỏ lắm đâu luộc. Giòn ăn rau luộc chấm mắm, mắm tỏi. Bụng trứng đầy. Kinh thật đấy, toàn trứng này anh em ạ. Con nào nấy toàn trứng, tăng màn. Béo mú này quá nhỉ. Sợ chưa? Cắm dứt thật. Rồi, cắm này đúng rồi. Cái chịu khó đi câu này đỡ phải mất tiền mua thức ăn. Nhà làm gì? Không được, không không nào cũng được đúng không? Không. Đi thì có nhưng không, không có. Có nó không, nó không được nhiều. Lâu lâu mới đi buổi. Ai ngủ cho bây giờ? Bây giờ là ai ngủ cho? Đấy các bác nhìn nó con nào nó trứng như em nói chỉ có chuẩn này là đã màn cũng trứng về. Ôi, buông trứng luôn. Này đã ăn ngon lắm. Rồi, cho vào tán thôi nha. Và chiến về lâu này. Quá trình phải ướp tí muối cho bác nha. Ngon nhỉ. Giờ cho già cái chảo nó bắt đầu là mới đổ mỡ. Xin thông báo các bác là hôm nay là vợ em rán nhé. Quay mặt xem nào.
cộng đồng 500 anh em. Lâu lắm thấy vợ bác đi câu. Giờ mới sinh chỉ ở nhà rắn cá thôi. Trứng à? Rắn trứng trước á? Cháy, cháy chảo này nóng lắm rồi đấy. Quên mất là không có hành khô, quên. Không có rán cá, tí rán trứng vào cái chảo. Ừ. Để cho nóng chảo dầu nó sôi lên các bác ạ. Đây quá này, cá trông ngon chưa? Ôi. Mỡ nó sôi đúng rồi, nó bắn. Đây các bạn, cá nó chín nó cong hết người này. Giống rô bao giờ cũng vậy, cứ rán bắt đầu người nó cong lên. Này kẻ đá giống này nấu canh rau cải nó sẽ ngon hơn. Mà nay đi câu bẻ muộn nó không có rau cải. Rồi thôi cho lên rán các bạn nhé. Bữa sau câu nhiều nhiều nấu canh ăn cho nó ngon. Cũng là đệ của em, cái cải này không phải cải đắng, nấu canh rau cải cải đắng, cải này không nấu được các bạn. Vợ em nó vừa chỉ ở cải này, nhưng mà cải này không phải cải này, nấu cà rô. Nó nào? Bình thường nhà thỉnh thoảng lại dã ra một trận. Rồi, cá chín này các bác này, chín nó vàng ươm luôn. Mày sẽ quay cho bác xem những cái món ăn của gia đình em nhé. Có làm dần dã thôi, toàn cá câu được. Ui, ngon nhỉ. Toàn là cá câu được, rau nhà, trứng thì trứng gà gà nhà đẻ. Nhà đẻ. Gì cơ? Trứng gà nhà đẻ. Người ta bảo trứng nhà được, trồng cái mặt được. Nói chưa xong cãi đã xong rồi. Bác thấy vậy có được không? Có ra nhặt trứng đâu mà biết. Nhặt cho biết thừa. Ồ, con này thấy trứng ngon đấy. Giòn lắm các bạn. Phê nhé. Giá như ngày nào đi câu vẫn là ngon lắm. Hôm nay nào cũng được khớ khớ đấy. Mọi hôm đi rồi. Nhiều hôm nó đẹp đẹp như vài con cả bé hơn. Hôm nay là còn to còn con đều đều nhau thích đấy. Mình trứng tôi thử luôn cái buồng trứng này anh em ạ. Thế trông nó mề quá, không phải thử luôn. Ồ, nóng giòn quá. Ôi. Anh em nhìn trông ngon chưa? Đấy. Nóng giòn luôn, ăn phát đã bác nhá. Đói lắm rồi. Cậu về đói rồi là đói. Ngon thật. Ăn nó bùi. Thử món đồ đồng rán giòn anh em nhá. Đây các bác nhìn chưa? Thì luôn. Bữa cơm đạm bạc của gia đình tôi. Ngon này. Đúng rồi đấy. Mắm này, mắm đúng là tỏi ớt quang nhá. Và đi chanh chua. Này bắt chanh lên mà. Vừa bắt thêm. Tuyệt vời luôn. Gia đình tôi có bố có mẹ này, mẹ cô vợ. Cắp thử miếng ăn đi. Ở đây thiếu một thành viên đang ngủ. Đây. Mỗi người thử đúng miếng không? À rồi toàn trứng thôi. Thơm lắm. Ngon này. Ngon. Toàn thịt là thịt này.
Này câu trong cái hôm đấy nó nói chung là toàn cá rô to đây, ít cá nhỏ. Và nhìn toàn thớ thịt này, cũng mắm gừng là tuyệt vời luôn. Rồi, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Em ăn cơm đó, ăn cơm mà tí còn phải đi làm nữa. Anh em thấy hay hãy là sao ủng hộ Nhật Tây nhé. Mà lại câu. Các bác có vẻ xe thật nhiều, mai có động lực đi câu.